Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại con thiên đường trò chơi và trở lại bộ môn yêu thích của mình. Đó là bộ môn tài xỉu dòng xanh anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau chiến luôn này. Đường cầu đang chạy 1-1 này, ta này vào một tay xỉu theo xu hướng cầu 1-1, 3 củ nhá. 4-3-3 thì mình vào luôn 3 củ khởi động, gọi là 10% số vốn mỗi tay đấy anh em nhé. Thì cách anh em chơi tài xỉu online để anh em có thể kiếm cơm gạo thành công thì đó là những cái thứ nhất là cái cách vào chia vốn vào tiền này nhá. Cách chơi tài xỉu online thành công đơn giản an toàn thì đó là cách em phải chia nhỏ số vốn của mình ra sao cho hợp lý đấy, thử cầu vào nhỏ tay kép vào to. Húp luôn này, húp luôn tay đầu tiên nhá. Ok chưa anh em, húp luôn tay đầu tiên thực sự ngay. Tiếp tục nào, tiếp tục xỉu chín này, chốt một tay tài theo xuống cầu 1-1, tuy nhiên tay này vào một củ 6 rồi, chiến nhẹ nhàng tình cảm vậy thôi. Anh em xem một video thì anh em nhớ đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh và chia sẻ với mình. Anh em thua tha cần hỗ trợ cứ mạnh dạn liên hệ với mình có phần mô tả video, mình sẽ chia sẻ cho anh em những phương pháp, những cách chốt cao uy tín an toàn nhất để anh em cùng về bờ. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay tiếp theo để xem là tay này có thành công rực rỡ hay không. Thành công hay thất bại nó do chính bản thân của chúng ta thôi. Kể cả bộ môn này hay bất kỳ một cái lĩnh vực nào khác trong cuộc sống, thành công thất bại do chính bản thân của mỗi người. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. 2-1 rồi. Húp chắc cửa 3-4-5. Tài 12. Uy sợ tín luôn đúng không? Anh em mà đánh liêng thì quả 3-4-5 này sướng lắm đấy. Mà gặp 4-5-6 thì đúng là cũng gãy cánh. Tài 12 đây là chốt một tay xỉu này. Một củ 1 này. Anh em nào mà cùng đam mê bộ môn này nhá, mình nói là cùng đam mê bộ môn này thì anh em có thể tham khảo những video của mình đó. Không cùng đam mê thì anh em lướt qua, bởi vì sao? Không khuyến khích anh em chơi bộ môn này. Video của mình mang tính chất chia sẻ giải trí, không rủ dây lôi kéo, không khuyến khích em chơi. Chính vậy mà anh em cùng đam mê thì anh em có thể tham khảo thử, không cùng đam mê bỏ qua nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay tiếp theo. Nói chung là những cái kinh nghiệm, những đường cầu của mình ở trên có thiên đường trò chơi này thì mình đã áp dụng ở trên những con game khác thành công rồi, như con Sunwin, Net VIP, B29, Z79, 68 game bài hầu như là đều thành công rồi. Thì bây giờ mình mới chia sẻ lại với anh em. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay tiếp theo nào. Vẫn húp này, vẫn húp rồi, chuẩn theo cầu 1-1 anh em ơi. Đó, các cụ bảo rồi, theo cầu không giàu cũng đủ ăn đúng không? Cứ theo nhỏ dần thì kiểu gì chả thành công. Tiếp tục nhá, chúc một tay tài nữa này. Tay này một củ 2 này. Nhẹ nhàng tình cảm, nhẹ nhàng như đẩy xe hàn đúng không? Anh em nào mà chúng ta đã chơi bộ môn này rồi mà bỏ được rồi, nó là cái tốt. Tức là mình vẫn đang còn âm, hiểu không? Vẫn còn đang phải đi làm lấy tiền trả nợ thì anh em bỏ được rồi thì thôi nhá, nên bỏ đi. Đấy, mình không khuyên, không dụ dỗ anh em chơi, nhưng mà nếu mà anh em cảm thấy không thể bỏ được, không còn lối nào để thoát thì anh em cứ xem những video của mình. Còn anh em bỏ được là một cái tốt. Đấy, mình không khuyên anh em được đâu, bởi vì cái này bộ môn này không ai khuyên ai được cả, tự do bản thân mỗi người thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay tiếp theo nhé. 1 này, vẫn cứ húp này, vẫn cứ húp chuẩn cầu này. Ok chưa? Đấy, cứ chuẩn cầu mà phang, có gì phải lăn tăn đúng không anh em? Đấy, bây giờ là 33 lên được 40 là dương 7 củ rồi, mình sẽ chiến nốt một tay nhá. Nốt một tay xỉu 3 lít lẻ này. Đấy, nốt cái tay này 3 lít lẻ thôi, việc gì phải tham đúng không anh em? Không tham anh em nhé. Đấy, chơi bụng môn này càng tham càng chết. Nốt tài này thôi đủ thành quả rồi. Anh em biết là mục tiêu cơm gạo của mình là gì, mục tiêu cơm gạo của mình mỗi ra là gì, là 5 củ, 7 củ, 10 củ, thế thôi. Chứ không chơi to chơi lớn anh em nhé. 5 củ, 7 củ, 10 củ, đơn giản vậy thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tay cuối cùng này, xem là tay cuối cùng có rực rỡ hay không nhé.
Ok, em cùng mở bát nào. 4, 3, 2, 1. Chính thức gậy cầu. Chính thức gậy cầu 1-1. Ok, nhưng không sao, ca này vẫn thành công rực rỡ anh em nhé. Chơi là cái quan trọng nhất là chúng ta phải biết điểm dừng. Đấy, cơm gạo là như thế nào? Cơm gạo là mình kiếm một chút một ít mỗi ca thôi, tích tiểu thành đại chắc chắn nhá, chậm nhưng mà chắc anh em nhá. Ok, anh em xem cảm thấy hay nhớ đừng tiếc mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ. Anh em thua tha cần hỗ trợ mạnh dạn liên hệ với mình qua phần mô tả video. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã chốt ca thành công rực rỡ anh em nhé. Như anh em thấy thì kênh của mình chuyên làm về ca win, chia sẻ những cách chơi, phương pháp chơi ca win, tài xỉu ca win được đúc kết kinh nghiệm từ bản thân cho anh em chúng ta tham khảo. Và chúc anh em chơi ca win luôn luôn thắng lớn. Anh em nhớ đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh và chia sẻ cho mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.